Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Omega với lớp vỏ của đồng hồ và một dây vàng rất là nặng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review và tìm hiểu chiếc đồng hồ này có những đặc điểm gì ngoài cái lớp vỏ hoàn toàn bằng vàng này các bạn nhé. Như chúng ta đã biết thì Seamaster là một trong những bộ sưu tập đồng hồ lâu đời nhất của nhà sản xuất Omega. Với những chiếc đồng hồ đầu tiên thuộc về biển cả này thì xuất hiện năm 1948 và rất là nổi tiếng khi nhắc đến Omega. Seamaster với hình tượng của điệp viên James Bond trong series phim 007 rất là nổi tiếng. Thì cho đến năm 2002 thì Omega đã tiếp tục phát triển một nhánh hoàn toàn mới từ Seamaster mang tên Aqua Terra. Thì đây là một cái nhánh phụ của bộ sưu tập Seamaster với một cái DNA khá là riêng. Đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái DNA này. Hôm vừa rồi thì chúng tôi đã vừa có một cái video review một chiếc Omega Seamaster Aqua Terra mới, đời mới nhất, mới hơn ở chiếc này các bạn ạ. Với dây bằng cao su rất là bắt trend, rất là theo trend của nhà Omega. Và điểm khác biệt giữa hai phiên bản này thì các bạn có thể xem hai video để đánh giá. Tuy nhiên là trong video này thì Gia Bảo sẽ đánh giá chiếc Omega Seamaster Aqua Terra Co-Axial với chức năng là lịch thường niên đường kính 43mm này các bạn nhé. Đầu tiên khi nói về đặc điểm, ưu việt của chiếc đồng hồ này đó chính là một mức độ kháng từ lên đến 15.000 Gauss. Và kháng từ có lẽ là một cái chức năng mà tôi nghĩ nó khá hữu ích với những chiếc đồng hồ cơ học. Bởi sao? Ví dụ như những chiếc Blancpain thế hệ cũ, những chiếc Blancpain là những chiếc đồng hồ thường xuyên những từ khi đứng cạnh loa, đài, tivi, tủ lạnh. Thì cái điều đó hoàn toàn sẽ không xảy ra đối với chiếc Omega này. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lớp vỏ chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chiếc đồng hồ này có một cái đường kính là 43mm, hơi lớn hơn một chút so với cổ tay của người Việt chúng ta hay đeo, dao động trong khoảng từ 40 đến 42 cho những chiếc đồng hồ thể thao. Thì tuy nhiên là 43mm thì cũng không phải là quá lớn, với một cái thiết kế nó không đồ sộ như Aqua Terra các bạn ạ. Vành bezel của chiếc đồng hồ này thì được đánh bóng để rất là tỉ mỉ và chúng ta có thể soi gương ở cái vành bezel này. Tiếp đến là phần tay càng thì giống như những chiếc Omega Aqua Terra trước tôi đã review thì chiếc Omega này cũng như vậy. Phần tay càng chia làm 3 phần riêng biệt, một phần được trải xước này, phần đánh bóng này ở giữa này và phần tiếp đến chính là phần thân cũng được trải xước, tạo ra một cái hiệu ứng mà tôi gọi là hiệu ứng tương phản. Đó cũng giống như dây đeo cũng vậy thôi, dây đeo thì cũng chia làm 3 phần riêng biệt, dạng mắt lớn hơi giống với cả mắt dây oyster của đồng hồ Rolex thể thao các bạn ạ. Hai phần thân bên ngoài thì đều được mài xước, còn phần ở giữa thì được đánh bóng gương rất là đẹp mắt. Và chiếc đồng hồ này thì có núm chỉnh giờ là dạng núm vặn để tăng cái mức độ chống nước lên đến 150m. Tiếp đến là phần khóa của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được một bộ khóa truyền thống của Omega với 2 nút bấm và logo thương hiệu Omega ở tại giữa cái bộ khóa này. Khi chúng ta ấn cái nút này thì bộ khóa sẽ mở tung ra. Hãy nhìn về mặt sau của chiếc đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy được chiếc đồng hồ này sở hữu một cái cỗ máy 8611 với tần số dao động là 25.200 nhịp trên 1 giờ. Cỗ máy này thì được cải tiến từ caliber 8601 với một lịch. Thì cái cỗ máy này 8611 này là lịch thường niên các bạn ạ. Một năm chúng ta chỉ chỉnh lịch có một lần vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 thôi, rất là tiện lợi. Và nó sẽ tự động nhảy lịch từ những ngày 30, 31 sang mùng 1 một cách chính xác. Cỗ máy này với một bộ thoát Co-Axial nổi tiếng gắn liền với Omega và dây tóc từ silicon với khả năng chống sốc cũng như là kháng từ rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là cái dây tóc này rất nhiều người có thể thích hoặc là không thích bởi vì cái màu của nó là màu tối màu đen. Cỗ máy này khi được lên cót đầy đủ thì sẽ vận hành ở trong khoảng 55 tiếng. Chúng ta hãy cùng điểm qua những chi tiết trên mặt số chiếc đồng hồ này. Mặt số chiếc đồng hồ này được lấy cảm hứng từ những họa tiết trên con tàu rất là đẹp của thế kỷ trước. Thì những cái vân sọc này thẳng tắp trên mặt số nó như kiểu là những cái ván thuyền ấy, đấy kiểu như thế các bạn ạ, ván thuyền. Hệ thống này thì còn có cái tên gọi riêng đó là tích concept. Nó cái hiệu ứng của cái mặt số này nó tạo nên cái chiều sâu, một cái chiều sâu mà chúng ta nhìn vào thì thấy thăm thẳm, và rất nhiều bạn khi đem chiếc đồng hồ này đeo ra nắng thì chúng ta sẽ gần như là hoàn toàn không thấy được cái lớp kính sapphire của chiếc đồng hồ này ở trên mặt số. Với cái phiên bản mới dây cao su hôm trước Gia Bảo vừa review ấy, thì là những cái đường chạy dọc nó không chạy từ góc 12 giờ xuống 6 giờ mà nó chạy ngang từ 9 giờ đến 3 giờ các bạn ạ. Tức là nó là những sọc ngang, giống như là những chiếc đồng hồ Patek Nautilus đang làm mưa làm gió bây giờ các bạn ạ. Đó. Và độ hoàn thiện của những cái cọc số hay là những cái logo ở trên chiếc đồng hồ này cũng phải nói là rất tuyệt vời, với những cái cọc số hình mũi tên. Đó, những cọc số hình mũi tên được trải xước và gắn dạ quang rất là đều và đẹp. Kim giờ đó và kim phút được mài xước, với cái hình kim phút nó là hình mũi tên. Đó, đúng là hình mũi tên luôn các bạn ạ. Với hình mũi tên rất là cuốn hút, và đây chính là cái mà tôi nhớ nhất khi tôi được cầm trên tay chiếc đồng hồ Aqua Terra đầu tiên. Góc 12 giờ dưới cọc số góc 12 giờ chính là logo Omega và chữ Omega, dưới là Seamaster, đó, phía dưới là Co-Axial chronometer chống nước 150m. Tất cả đều được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và kỳ công. Phía bên ngoài mặt số đó là mốc 60 giây cũng như là 60 phút ở phía góc 6 giờ, dòng chữ Swissmade. Hai ô cửa sổ góc 3 giờ thể hiện tháng, ngày và tháng. Chúng ta có thể thấy được rất là tiện lợi với cái chức năng lịch thường niên này, không cần thiết phải hết tháng là lại phải vặn để chỉnh giờ, tránh được những cái trường hợp rủi ro không đáng có. Đó là những cái cảm nhận của Gia Bảo về chiếc đồng hồ dây vỏ vàng khối Omega Seamaster này các bạn ạ. Thì chiếc đồng hồ này khi lên tay thật sự ra mà nói là nó khá là nặng. Nếu như các bạn đã có trải nghiệm về những chiếc đồng hồ siêu nhẹ đến từ titanium của Hublot, hay là cao cấp hơn đó là RM, những chiếc đồng hồ carbon rất là nhẹ, thì những chiếc đồng hồ này thì thật sự ra mà nói nó nặng và đôi khi hơi bất tiện. Tuy nhiên với sở thích cá nhân thì rất nhiều người thay vì chọn một cái lắc vàng để đeo trên tay thì sự lựa chọn một chiếc đồng hồ hoàn toàn bằng vàng là một sự lựa chọn tôi nghĩ là hay hơn, tiện lợi hơn. Đó, và đây là cuối của video này rồi, thì chúng tôi sẽ bật mí tới các bạn giá hãng của chiếc đồng hồ này là 37.500 USD, tương đương với gần 900 triệu 880 triệu Việt Nam đồng. Nếu như các bạn có quan tâm thì hãy đừng ngần ngại bốc máy lên và gọi cho Gia Bảo Luxury để chúng ta hãy cùng cà phê trao đổi một chút kiến thức về đồng hồ, và đặc biệt như những chiếc Omega này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.